Trong tập phát sóng hôm nay, hãy cùng Văn Lang TV nhìn lại những bài học về kiến thức và phương pháp trị liệu sức khỏe đến từ các chuyên gia tại hội thảo quốc tế Sức khỏe tâm thần trong thời đại số, vấn đề toàn cầu. Những hình ảnh tại buổi tập dượt tân khoa và tập huấn cộng tác viên lễ tốt nghiệp năm 2024. Và cùng khám phá những đặc quyền của sinh viên VLU tại cơ sở 2 thông qua chuyên mục Năng lượng tuần mới. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng nhau khởi động tuần mới! Mình là Quang Vinh. Còn mình là Ánh Ngọc. Thân gửi lời chào đến các bạn khán giả của Khởi động tuần mới. Hôm nay là thứ hai, ngày 29 tháng 7 năm 2024. Các bạn sinh viên thân mến, một tuần trôi qua với nhiều cảm xúc đặc biệt, những dư âm của sự mất mát, đau thương dường như vẫn còn đọng lại ở khắp nơi, tạo nên những nốt trầm lặng cho bầu không khí của cả dân tộc và đất nước. Bên cạnh đó là một thế hệ sinh viên, chúng em không quên bày tỏ lòng tri ân và biết ơn đến những người anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh cho sự độc lập, tự do của Tổ quốc nhân ngày 27 tháng 7 vừa qua. Chúng em xin luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn cũng như sự hy sinh cao cả của những trái tim quả cảm, từ đó luôn nhắc nhở bản thân và cho thế hệ mai sau sẽ luôn tiếp bước gìn giữ truyền thống uống nước nhớ nguồn. Và trong tuần qua thì các bạn sinh viên cũng đã được theo dõi những hoạt động sự kiện ý nghĩa bổ ích. Hãy cùng Ánh Ngọc và Quang Vinh điểm lại những sự kiện ấy thông qua chuyên mục Chuyển động tuần qua. Để chuẩn bị thật tốt cho lễ tốt nghiệp năm 2024, nhà trường đã tổ chức các buổi tập dượt cho các tân khoa vào 2 ngày 27 và 28 tháng 7 vừa qua. Tại buổi tập dượt, các tân khoa đã được giải đáp những thắc mắc, cung cấp thông tin cần thiết trước thềm diễn ra lễ chính. Bên cạnh đó, ban tổ chức lễ tốt nghiệp đã tổ chức buổi tập huấn cộng tác viên tham gia. Các bạn đã được tập huấn và chia sẻ các thông tin để tổ chức buổi lễ. Các cộng tác viên đã sẵn sàng cùng lễ tốt nghiệp 2024. Hãy theo dõi Văn Lang TV để cập nhật thêm những thông tin thú vị và mới nhất về lễ tốt nghiệp năm nay nhé! Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2024, tại phòng Y2.2 thuộc cơ sở chính trường Đại học Văn Lang, đã diễn ra sôi nổi buổi tập huấn kỹ thuật đặt câu hỏi dành cho các thầy cô giảng viên trường Đại học Văn Lang, thuộc chuỗi tập huấn để hỗ trợ phương pháp giảng dạy ở các bộ môn có sử dụng tiếng Anh. Buổi tập huấn đã giúp quý thầy cô hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và khai thác thông tin bằng cách đặt câu hỏi, giúp sinh viên hiểu được những gì đã được giảng dạy, phân loại mức độ nắm vững kiến thức cũng như là khuyến khích sinh viên học cách tư duy độc lập. Từ đây, các thầy cô có thêm nhiều kỹ năng giúp bài diễn thuyết các buổi dạy trở nên thú vị hơn trong mắt các bạn sinh viên. Workshop quản trị rủi ro chủ động và hiệu quả trong thời đại 4.0 diễn ra vào ngày 24 tháng 7 do Khoa Tài chính Ngân hàng với mong muốn chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm vận hành quản trị rủi ro và bảo hiểm cũng như cách đánh giá xử lý hiệu quả rủi ro của doanh nghiệp trong thời đại số hóa hiện nay. Workshop đã cung cấp cho các bạn sinh viên tài chính ngân hàng những kiến thức trong lĩnh vực quản trị rủi ro bảo hiểm và có cái nhìn thực tế lĩnh vực này trong ứng dụng thực tế. Buổi trao đổi chuyên môn về chủ đề AI thách thức kỷ nguyên giáo dục đã được Khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông Trường Đại học Văn Lang tổ chức vào ngày 23 tháng 7 với sự tham gia của các giảng viên khoa và các khách mời. Buổi trao đổi đã chứng kiến những chia sẻ và ví dụ thực tế về việc đưa AI vào lĩnh vực giáo dục, cụ thể là ngành PR, đồng thời đề cập các tác động của AI đến sự chuyển đổi trong nguồn nhân lực, tuyển dụng cũng như là những thay đổi của AI trong việc hỗ trợ triển khai chiến lược, nội dung, nhiếp ảnh, thiết kế của các agency. Buổi tọa đàm định hướng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm do Khoa Công nghệ ứng dụng Trường Đại học Văn Lang tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Trong buổi tọa đàm, các chuyên gia đã chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng và cung cấp cái nhìn tổng quan về ngành nghề cũng như xu hướng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm. Những chia sẻ này không chỉ mang đến kiến thức chuyên môn mà còn là nguồn động lực lớn lao cho sinh viên, giúp sinh viên tiếp cận những kiến thức chuyên môn và mở rộng mạng lưới quan hệ, giao lưu và học hỏi từ những người đi trước. Vừa qua, Khoa Tài chính Ngân hàng đã tổ chức buổi đào tạo đặc biệt dành cho đội ngũ giảng viên của khoa với chủ đề Thực trạng chuyển đổi số ngành ngân hàng. Buổi đào tạo tập trung giới thiệu các nhóm ứng dụng chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trong ngành như ứng dụng thẩm định, phân tích khai thác dữ liệu, ứng dụng sản phẩm dịch vụ. Ngoài ra, quý thầy cô đã được cập nhật những kiến thức bổ ích và góc nhìn mới về chuyển đổi số trong ngành ngân hàng. Tiếp tục với hành trình mùa hè xanh năm 2024, lễ ra quân ngày Chủ nhật xanh lần 154 diễn ra nhằm góp phần vào việc bảo vệ môi trường chung. Tại buổi lễ, các bạn sinh viên Văn Lang đã được tuyên dương vì những hành động bảo vệ môi trường ý nghĩa, thể hiện tinh thần chung tay tạo ra một môi trường xanh, sạch, đẹp.
Bên cạnh việc mang lại các giá trị thiết thực cho cộng đồng, thì các chiến sĩ mùa hè xanh đã tích lũy thêm kinh nghiệm thông qua hoạt động này. Sau giờ học tập và làm việc căng thẳng thì Ánh Ngọc có thấy quen chơi nhạc cụ như một phương pháp trị liệu cho tinh thần. Còn Quang Vinh thì sao? Thường thì Quang Vinh sẽ ưu tiên việc đọc sách hoặc là vận động đó Ánh Ngọc. Tuy nhiên thì bản thân Quang Vinh vẫn sẽ luôn tìm hiểu cũng như là cập nhật cái kiến thức về chăm sóc sức khỏe tinh thần đó nha. Gần đây thì trường mình có một buổi hội thảo nhằm bổ sung kiến thức cho tất cả các bạn sinh viên về vấn đề này. Hội thảo quốc tế sức khỏe tâm thần trong thời đại số vấn đề toàn cầu được tổ chức với mục tiêu thảo luận, chia sẻ các nghiên cứu về ứng dụng công nghệ số vào chẩn đoán, đánh giá, can thiệp và trị liệu các vấn đề sức khỏe tâm thần. Từ đó giúp các bạn sinh viên hiểu thêm rằng sức khỏe tinh thần luôn là một yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến cuộc sống của con người. Các vấn đề về tinh thần có thể làm ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu suất học tập, làm việc trong thời đại công nghệ số phát triển. Quang Vinh phải công nhận là sau khi nghe những chia sẻ của Ánh Ngọc về buổi hội thảo, thì hẳn đã giúp cho các bạn sinh viên có thể tìm hiểu rõ hơn về các lưu ý đối với việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, cũng như là các thông tin hữu ích trong lĩnh vực này. Vậy thì không biết là Ánh Ngọc có biết những sự kiện hay hoạt động thú vị nào sẽ diễn ra trong tuần này không? Quang Vinh đừng lo nha, bởi vì bây giờ Ánh Ngọc sẽ cùng Quang Vinh và các bạn khán giả tìm hiểu những sự kiện nổi bật ấy thông qua chuyên mục Tâm điểm tuần mới. Ngày 30 tháng 7 sẽ diễn ra sự kiện Cinema Day 2024 nhằm công chiếu những thước phim xuất sắc do nhóm sinh viên khoa quan hệ công chúng truyền thông thực hiện trong khuôn khổ môn học quay và dựng phim. Với đa dạng các thể loại phim khác nhau, các bạn sinh viên đã có cơ hội thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình đối với lĩnh vực này. Tại chương trình, các video xuất sắc nhất sẽ được công chiếu, thẩm định và trao giải thưởng bởi các vị giám khảo nổi tiếng trong ngành điện ảnh, bao gồm đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Phương Điền và Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, đạo diễn Công Hậu. Đây là dịp để khuyến khích và tôn vinh những đóng góp của sinh viên trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông và là nguồn cảm hứng lớn cho các thế hệ trẻ yêu điện ảnh. Quang Vinh ơi, Quang Vinh có đồng ý với Ánh Ngọc là trường Đại học Văn Lang chúng ta không chỉ nổi tiếng về chất lượng đào tạo mà còn mang đến cho các bạn sinh viên những đặc quyền vô cùng hấp dẫn tại khuôn viên trường không? Quang Vinh hoàn toàn đồng ý với Ánh Ngọc luôn nha. Và để đón xem các bạn sinh viên Văn Lang có thể tận hưởng những đặc quyền như thế nào thì hãy cùng xuất phát tại cơ sở 2 trường Đại học Văn Lang cùng với biên tập viên Vân Kiều thông qua chuyên mục Năng lượng tuần mới. Xin chào, là mình Vân Kiều đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Năng lượng tuần mới. Không biết ngày hôm nay ai sẽ là người đồng hành cùng với Vân Kiều đây ta? Mình là Đức Lê đây, sẽ là người cùng đồng hành với Vân Kiều trong số phát sóng lần này nha. Wow, bất ngờ nha. Vậy thì không biết Đức Lê có biết được chủ đề ngày hôm nay là gì không? Với chủ đề lần này thì các bạn K30 sẽ rất là nóng lòng chờ đợi đây. Đó chính là những đặc quyền của các bạn sinh viên Văn Lang. Và hãy cùng theo Đức Lê và Vân Kiều tìm hiểu xem tại cơ sở 2 sẽ có những đặc quyền cho các bạn sinh viên Văn Lang nha. Nào, cùng đi thôi. Còn chuyên mục ngày hôm nay sẽ là một địa điểm vô cùng hot trong thời gian vừa qua, là nơi mà các bạn sinh viên tại cơ sở 2 có thể đến ăn uống sau những giờ học tập thiếu năng lượng. Đó chính là Mini Stop bên trong khuôn viên trường. Mini Stop nằm tại tầng trệt của cơ sở 2, giúp các bạn sinh viên có thể dễ dàng di chuyển mà không cần phải đi đâu xa. Bên trong có đa dạng các mặt hàng từ nước uống đến thức ăn, từ đó giúp các bạn sinh viên có thể bổ sung năng lượng sau những giờ học đầy căng thẳng. Với cơ sở vật chất xịn sò như thế này thì không biết tại cơ sở 2 còn trang bị gì thêm cho các bạn sinh viên không Vân Kiều? Chắc chắn là có nè, Vân Kiều có thể bật mí thêm cho các bạn. Đó là mỗi tầng tại cơ sở 2 đều được trang bị hệ thống lọc nước vô cùng xịn sò luôn. Các bạn sinh viên có thể yên tâm sử dụng và không cần bận tâm đến chất lượng của nguồn nước đâu nha. Wow, với cơ sở vật chất xịn sò như thế này thì Đức Lê rất là tự hào khi là một sinh viên Văn Lang được học tập và trải nghiệm trong một cái cơ sở quá hiện đại và năng động như thế này luôn đó Vân Kiều. Chưa hết đâu nha, tại cơ sở 2 còn có một quyền lợi mà các bạn sinh viên vô cùng thích thú luôn. Một thứ mà chúng ta thường xuyên sử dụng, không biết là Đức Lê biết đó là gì không nè? Thứ mà các bạn sinh viên sử dụng hàng ngày đó chính là thang máy nè. Chính xác rồi nha, thang máy tại cơ sở 2 có sức chứa vô cùng rộng luôn, lên đến 15 người. Và Đức Lê có cảm thấy bất ngờ với sức chứa này không? Wow, phải gọi là dễ chịu vô cùng luôn đó các bạn ơi. Nhờ vậy mà các bạn sinh viên có thể dễ dàng di chuyển mà không sợ bị ùn tắc giao thông tiếp vào buổi học đó nha các bạn. Còn có một địa điểm vô cùng đặc biệt, nơi đây có sức chứa lên đến hơn 500 sinh viên, được sử dụng để tổ chức các chương trình và sự kiện. Nhắc đến đây thì chắc hẳn Đức Lê đoán ra được Vân Kiều đang muốn giới thiệu cho các bạn sinh viên nhà ta một địa điểm đặc biệt nào rồi đúng không nè?
Đến cơ sở 2 thì không thể không nhắc đến địa điểm này rồi. Là một nơi mà Đức Lê và các bạn sinh viên học tập tại cơ sở 2 tham gia rất là nhiều hoạt động sự kiện nổi bật đó nha. Đó chính là hội trường A001 nằm tại tầng trệt của cơ sở 2 đó Vân Kiều. Đáp án này chính xác rồi nha. Hội trường A001 là địa điểm diễn ra rất nhiều sự kiện, hoạt động phong trào của sinh viên và nhà trường, với gam màu tươi sáng và nội thất sang trọng. Và ngoài ra, hội trường còn có trang bị các thiết bị hiện đại như màn hình LED, ghế đệm thoải mái để mang lại cho các bạn sinh viên nhà ta một trải nghiệm tối ưu nhất và đạt chuẩn quốc tế nữa đó nha. Qua chương một lần này cũng đã có rất nhiều những đặc quyền để bật mí. Vân Kiều hy vọng rằng là trường Đại học Văn Lang có thể có thêm những đặc quyền dành cho các bạn sinh viên hơn nữa. Và đặc biệt là các bạn tân sinh viên K30 cũng đang rất háo hức để có thể trải nghiệm được những đặc quyền này rồi đúng không nè? Không chỉ có ở cơ sở 2 có những đặc quyền thì không đâu, mà còn có ở cơ sở 1 và cơ sở 9 nữa đó. Hãy cùng đón xem những số phát sóng mới của chương mục Năng lượng tuần mới để biết được những đặc quyền này là gì nha. Và đến đây thì thời lượng của chuyên mục Năng lượng tuần mới xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào. Xin cảm ơn biên tập viên Vân Kiều đã mang đến một chuyên mục vô cùng hữu ích và sôi động. Nhờ đó mà các bạn sinh viên nhà ta có thể biết thêm được những đặc điểm vô cùng nổi bật tại cơ sở 2. Đến đây thì tập 110 của Khởi động tuần mới cũng đã kết thúc. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube cũng như theo dõi fanpage Văn Lang TV để cập nhật tới từng tập những thông tin quan trọng trong tuần tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm Khởi động tuần mới cũng như là Văn Lang TV. Đừng quên chúng ta có hẹn với nhau vào lúc 20 giờ tối thứ hai hàng tuần trên kênh Văn Lang TV. Thay mặt chương trình, mến chúc các bạn khán giả của Khởi động tuần mới sẽ có một tuần học tập tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Còn bây giờ thì xin chào!